Mới đây, nhóm phóng viên đã nhận được thông tin từ độc giả về việc phát hiện phần thịt lợn được mua tại siêu thị Ocean Mart Thanh Xuân bốc mùi hôi thối nồng nặc và có hiện tượng chảy nước trong khi vẫn còn hạn sử dụng. Theo phản ánh của anh M, trú tại phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội với phóng viên, vào khoảng 18 giờ ngày 15 tháng 8, anh đi siêu thị Ocean Mart Thanh Xuân mua sắm. Trong số hàng hóa mua về là thực phẩm tươi sống và thực phẩm đông lạnh. Có một khay thịt chân giò với khối lượng 374g, theo đơn giá 112.900 đồng trên 1kg, thành tiền 42.220 đồng. Theo thông tin in trên tem của siêu thị, khay hàng được đóng gói vào ngày 15 tháng 8, hạn sử dụng đến ngày 17 tháng 8. Đến chiều ngày 16 tháng 8, anh M mở ra để sử dụng thì phát hiện miếng thịt có hiện tượng chảy nước và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Anh M cho biết thêm, sau khi mua hàng tại siêu thị, anh đã trở về nhà ngay và đưa miếng thịt nguyên trên khay và một số sản phẩm khác bảo quản trong tủ lạnh. Sau khi phát hiện, anh M đã báo cho phóng viên và tới siêu thị để phản ánh về sự việc trên với nhân viên dịch vụ khách hàng. Trong quá trình trả lời anh M, một nhân viên của siêu thị đã có lời to tiếng và quát nạt: anh mua hàng ra khỏi siêu thị rồi, siêu thị không chịu trách nhiệm. Sau đó, một người được cho là cấp trên tên Nga được phản ánh lại đã nhắc nhở với nhân viên kia thì anh ta xoay sang vấn đề khác. Chị Nga, cán bộ dịch vụ khách hàng, đã nhận sản phẩm trên là của Ocean Mart và thay mặt cho siêu thị gửi lời xin lỗi tới khách hàng vì sự cố hy hữu mà theo chị chắc là do lỗi của nhà cung cấp, chứ siêu thị cũng không muốn bán ra sản phẩm như vậy. Thực ra thì tôi cảm thấy là khá là bức xúc và thất vọng, bởi vì là bản thân mỗi người khi đến với siêu thị cũng đặt một niềm tin nhất định vào siêu thị, và chúng tôi đã chấp nhận là phải bỏ ra một cái giá thậm chí là cao hơn để mà vào siêu thị với mong muốn là mua được một cái sản phẩm chất lượng hơn. Nhưng mà sự việc này khiến tôi cảm thấy rất là bức xúc và thất vọng. Tôi em vì cái chất lượng không mong muốn xảy ra. Vì thứ nhất, ngành hàng họ có thể khi họ đưa hàng ra họ đã kiểm soát rồi, nhưng mà trong lúc mà quá trình họ bán hàng như này có những cái sơ suất họ không mong muốn. Vì không ai cả một cái siêu thị như thế này lại bán thịt như này để các em phải đến đây phản ánh. Đấy là cái siêu thị không bao giờ mong muốn. Chị nghĩ rằng là chắc là đây là do nhà cung cấp, họ cũng giao cho bọn chị sản phẩm không được tươi, có thể tươi ngay lúc đó. Với con mắt cảm quan của bọn chị nhìn có thể là thịt được chấp nhận. Đấy là bây giờ thì mình là miếng thịt, em phải hiểu là Ocean Mart không phải là người sản xuất ra, mà Ocean Mart lại mua lại của một nhà cung cấp, thì có thể là nhà cung cấp làm cái điều đó không tốt đối với cả Ocean Mart. Một lần nữa, Ocean Mart thành thật xin lỗi em và mong em bỏ qua việc này, và chị sẽ yêu cầu các bạn ý là chế ra cho em một cái miếng thịt và mua hoàn cho em một cái miếng thịt khác và tương đương với cả sản phẩm như thế này. Thì đấy là cái mà phía bên siêu thị mong muốn em bỏ qua, và thành thật xin lỗi em.